xin chào các bạn mình là thanh và hôm nay chúng ta sẽ đi giới thiệu với các bạn một cái hàm rất đặc biệt trong excel đó chính là hàm indirect hàm indirect ở trong excel thì uh, nó sẽ có cái cú pháp như sau nếu mà các bạn gõ vào indirect ở trong excel thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng là hàm này nó sẽ nhận vào là hai tham số với tham số thứ nhất là ref text và tham số thứ hai là một cái reference type có nghĩa là kiểu mà chúng ta tham chiếu đến Uh, các cái địa chỉ ở trên uh, bảng tính Excel của chúng ta có thể là tham chiếu kiểu A1 hoặc là kiểu R1C1 thì uh, nếu mà các bạn không biết kiểu tham chiếu R1C1 là gì thì mình sẽ giới thiệu với các bạn ngay lập tức ở đây thôi. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi tìm hiểu là chúng ta sẽ viết một cái công thức indirect đầu tiên bằng cách là chúng ta sẽ bấm vào od D3 và bấm dấu bằng và nhập vào là indirect ở đây. Ref text của chúng ta trong trường hợp này thì chúng ta sẽ sử dụng ob B3, sau đó thì chúng ta có thể bỏ qua cái tham chiếu thứ hai bởi vì các bạn có thể nhìn thấy ở trong trường hợp này thì tham chiếu thứ hai của chúng ta ở trong ngoặc vuông và tham chiếu ở trong ngoặc vuông ấy, tham số ở trong ngoặc vuông như thế này thì có nghĩa là cái tham chiếu đó không bắt buộc thì nên chúng ta viết là indirect B3. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái một cái trường hợp mà chúng ta sẽ sử dụng cái tham số thứ hai là cái tham số về reference type là như sau indirect chúng ta sẽ mở ngoặc ra chúng ta sẽ viết là ref text là B3 và ở trong trường hợp này thì chúng ta có thể cho tham chiếu là số 1 hoặc là true đều được cả thì như vậy thì chúng ta sẽ báo cho Excel biết rằng là chúng ta sẽ muốn sử dụng tham chiếu kiểu A1 tham chiếu kiểu A1 bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cả trường hợp là tham chiếu kiểu R1C1 thì nó sẽ như thế nào thì chúng ta lại gõ lại hàm indirect một lần nữa và cái ô mà chúng ta muốn sử dụng tham chiếu ở đây chính là ô B3 và từ B3 mà chuyển sang tham chiếu kiểu R1C1 ấy thì nó nghĩa là như thế này, OB3 ấy chúng ta sẽ bắt đầu đếm theo hàng trước, hàng là row, thế nên là chúng ta sẽ đếm OB3 tọa độ của nó ở đâu là thứ nhất này, thứ hai, thứ ba, thế nên chúng ta sẽ viết vào là R3 ở đây. Và cái vị trí của OB3 nó nằm ở cột thứ mấy ở trong bảng tính của chúng ta tính từ trái qua phải thì nó ở thứ nhất thứ hai thế nên chúng ta sẽ có C2 ở đây thì sau đó chúng ta có thể cho vào cái tham số về reference type là không hoặc là false ở đây thì chúng ta cũng sẽ nhận được cái giá trị ở trong OB3 này ok như vậy thì cái phần mở đầu này thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng là chúng ta có thể là chưa nghĩ ra được rằng cái hàm indirect nó sẽ ứng dụng vào trong cái trường hợp nào của chúng ta thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái ví dụ sau đây, giả sử như là chúng ta sẽ có ba cái bảng tính chẳng hạn là red, green và blue. Thì ba cái bảng tính này thì có sẽ có cái báo cáo về vài con số, về đội sales của các bạn chẳng hạn. Thì um, báo cáo này thì nó tương tự là tương đồng với nhau. Và bây giờ thì chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể tổng hợp được ba cái báo cáo này vào một chỗ? Thì chúng ta sẽ có cái ví dụ sau đây mình đã chuẩn bị sẵn ở phía dưới này Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái ví dụ của chúng ta ở đây Là chúng ta muốn tổng kết xem là Red, Green, Blue từng cái team này thì tháng 1 tổng kết là bao nhiêu Tháng 2 tổng kết là bao nhiêu, tháng 3 tổng kết là bao nhiêu chẳng hạn thì các bạn bảo là chúng ta có thể sử dụng là ok tháng 1 của đội red thì chúng ta có thể bấm dấu bằng này Sau đó là đi đến red ở đây và chúng ta sẽ bấm vào OC6 Tiếp theo green thì chúng ta lại bấm dấu bằng tiếp và chúng ta lại đến với cả cái bảng tính green và chúng ta sẽ bấm OC6 tiếp tục như vậy. Và blue thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục là bấm dấu bằng, sau đó bấm vào cái sheet blue ở đây và chọn OC6. Thế bây giờ thì chúng ta có thể suy nghĩ được rằng là ok chúng ta vừa mới học chúng ta vừa mới học hàm indirect rồi. Ở đây nó có một điểm chung là cái đoạn các bạn nhìn thấy ở đây mình sẽ phóng to lên một chút để cho các bạn nhìn thấy là cái đoạn chấm than C6 này là nó có điểm chung thì bây giờ chúng ta có thể biến cái công thức mà chúng ta sẽ phải sử dụng ở đây thành cái công thức sử dụng indirect có được hay không? Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây mình đã đặt tên sẵn cho các team ở đây là red, green và blue. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử viết hàm indirect ở trong trường hợp này bằng cách là chúng ta sẽ giữ nguyên lại cái chấm than C6 ở đây và chúng ta sẽ cho phần này vào trong ngoặc kép trước đã. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng hàm indirect và chúng ta sẽ bao ra ngoài như thế này bây giờ thì cái phần red này chúng ta lấy ở đâu ra à chúng ta sẽ lấy tất nhiên là ở trong cái phần mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn rồi thế nên chúng ta lại xóa red này đi sau đó là chúng ta sẽ bấm vào đây là B10 và chúng ta sẽ cho cái dấu nối chuỗi ở trong Excel vào đây và bấm Enter thì kết quả của các bạn cũng như vậy luôn. Bây giờ thì bởi vì là mình không khóa cái tham chiếu tới B10 khi mà mình sao chép công thức bằng cách là kéo công thức này xuống phía dưới cho hai ô phía dưới thì cái tham chiếu này nó sẽ được cập nhật và như các bạn nhìn thấy thì B11 là green và B12 thì là blue như các bạn đang nhìn thấy ở đây và đều lấy từ OC6 từ cái bảng tính tương ứng ở đây. Thì với cái ví dụ như vậy thì mình sẽ mong muốn là các bạn sẽ thử uh, tạm dừng video lại Và thực hành cho tháng 2, tháng 3 xem sao Và bây giờ thì 5 giây bắt đầu Và sau 5 giây thì mình sẽ quay lại Mình nghĩ là 5 giây đã bắt đầu rồi Thế nên bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái tháng 2 này Và với tháng 2 thì chúng ta sẽ thay C6 bằng D6 Đơn giản như vậy thôi Thì chúng ta sẽ làm như thế nào Bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với cả cái bảng tính Summary của chúng ta Và chúng ta nhìn thấy ở đây là chúng ta có thể hoàn toàn copy cái công thức này sau đó chúng ta sẽ dán vào tháng này và chúng ta sẽ thay đổi C6 thành D6 chẳng hạn đó và chúng ta sẽ tiếp tục lặp lại cái công thức này cho tháng 2 và cuối cùng thì mình nghĩ rằng tháng 3 các bạn có thể tự xử lý được và tất nhiên là total của chúng ta thì có thể sử dụng hàm sum ở đây à, mình chưa bấm lại cái phông ở đây bằng sum và chúng ta sẽ cộng của ba cái thứ ở phía trên và tất nhiên là chúng ta cũng sẽ sao chép được cái công thức này cho các cái tháng còn lại và ok mình sẽ copy nốt cái công thức này để hoàn thành cho tháng 3 ở đây không phải là D6 nữa mà sẽ là E6 và chúng ta sẽ lập lại công thức này cho các dòng còn lại ok 680 411 và 422 là kết quả của tháng 3 tổng kết của các team như vậy là mình hy vọng là qua bài này thì mình đã giới thiệu với các bạn một chút về hàm indirect và có một cái ví dụ tương đối là đơn giản để các bạn có thể hình dung được là chúng ta có thể áp dụng hàm indirect vào những cái trường hợp như thế nào và bây giờ thì cái việc áp dụng còn lại thì mình hy vọng là sự sáng tạo của các bạn sẽ không có giới hạn cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau